top 3 dòng Tiger cực đẹp cập nhật ngày 8 tháng 12 cho anh em chơi Tết. Dòng đầu tiên Tiger Half Moon. Các bạn để ý khi mà những cái con cá nào cái đuôi nó xòe ra á, mà nó thành hình chữ D á, thì người ta gọi là đuôi Half Moon, đuôi nửa vầng trăng. Thì cái dòng cá này khi mà nó đạt tới kích thước size chuẩn á, thì nó đa số là nó lên đuôi D hết. Cho nên gọi cái dòng cá này gọi là Tiger Half Moon. Dòng cá này mình thấy rất là trâu nha, mình để nắng mưa gì thì nó vẫn rất là khỏe luôn, cho nên rất thích hợp cho các bạn nào mà mới chơi á. Tiếp theo là Tiger King Cobra BDS. Sao được gọi là Tiger thì Tiger là hổ á, thì các bạn cứ thấy là cái mình của nó vằn vện giống cái con hổ vằn vậy đó, thì nó gọi là Tiger thôi. Dòng này thì cái đuôi nó hình tam giác, còn cái vây lưng của nó thì nó sẽ bo tròn, to và có nhiều khi nó rũ xuống nữa, thì gọi là BDS nha các bạn. Không biết riêng mấy bạn thấy như thế nào, chứ riêng mình thì thấy dòng này rất là đẹp luôn, và mình chỉ còn rất là ít thôi nha. Ấy da da, phiên bản Tiger cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Albino Tiger King Cobra. Dòng này là dòng mới nha các bạn, nó đột biến từ con Tiger King Cobra, cái dòng mà mình vừa mới quay cho các bạn đó. Một con là mắt đen, còn một con là mắt đỏ. Thì hai cái màu mắt nó khác nhau, cho nên là hai cái màu sắc của nó cũng khác nhau hoàn toàn luôn các bạn ạ. Dòng này tuy là nó mắt đỏ nhưng mà nó cực kỳ dễ nuôi luôn các bạn. Nó rất là háo ăn, cho nên là mình nuôi nó rất là mau lớn luôn các bạn. Và cái dòng này mình có rất là ít luôn nha các bạn, mình chỉ xe khoảng 20 cặp đổ lại thôi. Và các bạn thích dòng nào, riêng mình thì mình thích cái dòng cuối cùng, và ba dòng đó đều có ở trại mình hết nha các bạn.